NATO chấp nhận bố trí hỏa tiễn phòng vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ, tên từ Ankara. Mở cuộc họp báo ở Ankara, Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu cho biết, thảo luận về việc trang bị hỏa tiễn Patriot dọc theo biên giới dài 900 cây số với Syria đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Những quốc gia sẽ cung cấp hỏa tiễn cho NATO sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng với các nước này thành công. Hoa Kỳ, Hà Lan và Đức đang có hỏa tiễn có thể cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO, ông Anders Rasmussen, trong lúc tới tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Liên Âu, đã nói với báo chí rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ chính thức yêu cầu bố trí hỏa tiễn Patriot sẽ được khẩn cấp cứu xét. Dân quân Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm nhiều vùng đất ở Syria, nhưng không có khả năng phòng vệ, không thể bảo vệ được những vùng đất đã chiếm trước các đợt không kích của quân đội Syria. Dân quân đã kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt vùng cấm bay trên không phận Syria.